Xin chào quý anh chị, chào một ngày tốt lành. Hiện nay là chúng ta phục vụ mưa, vấn đề khoáng, vấn đề sức khỏe đường ruột, vấn đề dịch bệnh, phân trắng. Thì Duy cũng chia sẻ vài video trước, Duy nghĩ là một phần nào cũng cung cấp được cái bức nhìn tổng thể cho chúng ta. Nhưng mà rõ ràng thì còn lại cái yếu tố môi trường, vấn đề vi sinh, nó rất là nhiều loại vi sinh khác nhau ngoài thị trường. Thì làm sao cho chúng ta chọn lựa được cái nào nó vừa hiệu quả, nó vừa tiết kiệm. Cái phần này phải nói là rất là khó khăn đó quý vị. Rất nhiều anh chị tiết kiệm thì sử dụng Rodo chẳng hạn, sử dụng vi sinh Bacillus dạng rẻ hoặc những cái vi sinh xuất xứ từ Trung Quốc chẳng hạn, thì nó cũng giảm chi phí đáng kể đó quý anh chị. Còn về tổng thể vi sinh á, mình chọn rẻ hay là mình chọn hiệu quả và rẻ, hay là hiệu quả và an toàn, mỗi người có một cái lý lẽ khác nhau đó quý anh chị. Nhưng mà ở khía cạnh thằng Vương á, thì những khách hàng thằng Vương những vụ vừa rồi sử dụng những sản phẩm soi mắt chẳng hạn, một sản phẩm rất là nổi tiếng của thằng Vương ở trên thị trường và được vận hành nhiều năm nay, như thấy cũng có những cái sự khác biệt đáng kể so với những dòng vi sinh khác trên thị trường. Về mặt sinh học tổng thể, về mặt khuẩn thuần chủng và ổn định cái môi trường xuyên suốt ở trong quá trình nuôi, đặc biệt là ổn định cái màu tảo và ổn định cái NH3 ở trong xuyên suốt giai đoạn nuôi. Chúng ta hiện nay chúng ta vẫn lấn cấn ở cái chỗ là kiểm soát bệnh TDB. Thực tế là TDB thì chúng ta sử dụng thường xuyên soi mắt thì Duy thấy cái hiệu quả phòng bệnh cũng khá tốt, có thể là đạt ở ngưỡng đâu đó 90%, mình không dám nói 100% với chị, tại vì nó còn nhiều cái yếu tố ở ngoài kia là mình cũng không biết hết. Nhưng mà cái tỷ lệ khách hàng tin cậy như thấy khá cao, và liều sử dụng một gói sản phẩm cho ao 1.000 đến 2.000 khối nước thì giai đoạn ươm vèo thì khuyên quý chị xài 1.000, qua giai đoạn 20 ngày thì chúng ta xài giãn ra 2.000 và ổn định cái môi trường thì nó khá ổn định, phải nói là nó khá ổn định, với cái đặc điểm là những cái dòng khuẩn sản sinh lắc tích rất là chuyên biệt và thuần chủng sử dụng ở trong ao nuôi. Rất nhiều khách hàng ao bạc nha, khá thành công, ngay những khu vực khó khăn ở như khu vực Sóc Trăng chẳng hạn hay thành phố chẳng hạn, mình tồn tại được ở trong cái điều kiện khó khăn, những khách hàng họ đưa về xây thành công, xây lớn có lời, thì phải nói là một cái thước đo phải nói là rất là khốc liệt. Dĩ nhiên về mặt tổng thể là chúng phải trọn bộ, chứ không một sản phẩm thì nó không làm được cái gì. Do vậy là soi mắt là một cái công cụ phải nói là đáng lưu ý. Về mặt thông tin sản phẩm thì Duy cũng trình bày rất là nhiều phần trước, hiện nay Duy chỉ nói về cái hiệu quả và cái sự thành công của các anh chị ở trong khu vực chia sẻ lại với chúng ta. Cũng có thể mình ở giai đoạn lớn thì Duy thấy khách hàng dùng xen kẽ với khuẩn quang hợp, nhưng mà Duy cũng không khuyến cáo, tại vì khuẩn quang hợp nó rất là không ổn định quý anh chị. Nếu mà khuẩn quang hợp mà dạng tươi nha, chúng ta dùng liền trong tháng đầu tiên sau sản xuất thì Duy nghĩ nó khả thi, còn không tươi thì cũng khó nói, phải nói là rất là khó nói. Do vậy chúng ta tập trung ở giai đoạn tôm nhỏ 1 đến 2 tháng đầu chúng ta dùng soi mắt, ở giai đoạn sau thì anh chị có thể xen kẽ hay luân phiên để giảm chi phí, kết hợp với các chương trình hỗ trợ giá từ các nhà phân phối, từ công ty. Quý anh chị, chúc quý anh chị có một mùa thành công. Cảm ơn quý anh chị đã tin tưởng và sử dụng soi mắt trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt.